Cô gái bên Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái nha. Hôm nay ngày 10 tháng 11. Hôm nay anh em nào mà làm công ty là có lương nha. Anh em nào làm công ty có lương thì có anh em nào hẹn mua cu mùng 10 có lương thì liên hệ lại em nha. Rồi cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng ủng hộ trại cô gái bên Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương vào thời gian qua nha. Hôm nay được một đơn, chú Toàn ở trên Cẩm Sóc Bến quốc lộ 13, chú bình luận trên kênh YouTube hỏi là có thu tiền nhà xe qua nhà xe được không thì mình cũng vui vẻ thôi, mình cũng nói là chú yêu cầu trước tiên phải có xe đi qua chú thì mới gửi được ha. Rồi thì hôm nay chú đặt một cặp thái đen nha, giờ bắt cho chú luôn. Đó, về dòng thái đen thì anh em thấy là dòng chim này thì bố mẹ nó nuôi lớn và em thả qua vi này thôi. Đó. Thì hôm nay là nói chung là còn một cặp này là ở dưới cơ quan thì em bữa giờ em nghỉ phép từ bữa thứ hai rồi. Đó thì người đâu của đó, nhưng mà bữa giờ em lu bu quá em chưa bắt về được. Thì hên còn cặp ở đây thì sẵn ghé đây gửi cho chú, là tại chú ở quốc lộ ở Lộc Ninh Bình Phước hướng Bình Long đồ Lộc Ninh thì chỉ gửi ở dưới đây, ở dưới cơ quan em ngay quốc lộ 13 được thôi, chứ còn mà về trên nhà em là gửi ở cổng xanh thì nó đi tuyến đường nó không tiện và ít có xe lắm. Đó thì giờ em sẽ bắt gửi cho chú. Đó, chim thì to bự, ăn một bên là lúa, một bên là cám gà con với cám viên, thì cám viên nó ăn hết rồi, thì còn cám gà con ha. Đó thì chú yên tâm. Đó, thì chim mình chăm ở nhà thì đỡ, chứ còn đây bỏ từ thứ hai đến giờ đó, thì nó cũng ăn uống bình thường thôi. Nó đi phân thì cũng đẹp thôi, chứ không có chim không có bệnh. Đó, thì gửi cho chú là mình gửi cho anh em ở xa thì phương châm là gửi đúng chim, chim quay sau gửi vậy. Thứ hai là chim phải chất lượng. Đó. Rồi ok, giờ mình bắt gửi cho chú tiên ha. Phương châm là chim quay sau đóng thùng gửi y chang như vậy, không có khác gì nha. Lên clip sau gửi cho anh em y chang vậy, không có khác. Nên anh em yên tâm, mua ở đâu được cũng được, nhưng mà hãy mua ở những người có tâm. Đó, làm việc có tâm và có tầm. Đó, để mình không phải trao niềm tin sai người. Đó. Em đợi em còn con nữa. Đó, thì ở nhà em còn 3-4 cặp nha. Anh em nào cứ mua thì cứ liên hệ em, chim thì to bự. Dòng thái này thì nó tương đối dạng ha, bản năng của nó thì đó, còn cái này nó chơi cũng như malai thôi anh em. Chẳng qua thì ngày trước người ta chơi chơi dòng này nhiều, nhưng sau này thì malai ra thì người ta chơi malai chuộng hơn, nên là người ta cũng ít chơi dòng thái này nha anh em. Đó, rồi đóng đơn xong cho chú, dán băng keo lại là xong thôi. Rồi, đối với cặp thái đen này thì em bán giá là 600 ngàn một cặp nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Chúc anh em ngày mới thật là vui vẻ nha. Còn một đơn của anh Thắng thì tí nữa em phải về nhà để em gửi ở cổng xanh nha. Anh cũng ráng đợi em xíu, anh chuyển tiền cho em rồi nha. Cảm ơn anh Thắng. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh. Anh em nào chưa đăng ký kênh cho em một đăng ký kênh nha, để kênh ngày càng phát triển và có động lực em làm những clip mới cho anh em xem nha. Cảm ơn anh em. Hẹn anh em ở clip sau nha. Bye bye.